Hello mọi người. Em đang live phát trực tiếp kẻ tương tác. Hello mọi người. Mọi người ơi, chấm một chấm cho em để em kéo tương tác Facebook mới với Facebook thứ 10 của em mọi người ơi. Em mất hết Facebook rồi. Em mất hết Facebook rồi mọi người ơi. Hello Nguyễn Thu Hằng nha mọi người ơi. Ai thì em chấm cho em một chấm tương tác với để em kéo tương tác lại với em mất hết 6 cái Facebook rồi đó. Hello mọi người. Chào Tuấn Vũ Hân Lào. Rồi, cảm ơn em. Hey, mọi người chấm cho em một chấm ấy. Hello mọi người ơi. Mọi người chấm cho em một chấm kèo tương tác với Hello Phúc nha. Em đang live stream để kèo tương tác là chia sẻ cho chị một phụ nữ với để chị kèo tương tác với em. Kết bạn dân mọi người kết bạn like cho chị với. Và mọi người kết bạn like cho chị với. Facebook thứ 10. Hello. Nãy gọi là linh tây. Nãy gọi là linh tây. Được không? Thảo, đây 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 đây. Gây quá, bởi vì gây quá. Cái mà ăn rộp quá luôn. Hả? Được em? Năm ra hay chi nha. Hello mọi người. Mọi người ơi, ai thì em chấm cho em một chấm tương tác đi mọi người ơi. Để em kéo tương tác lại với Facebook mất liên tục luôn. Chà. Chị em đang lại kéo công tác lại. Hello mọi người chấm cho em một chấm đi để em kéo tương tác với Hello 16 người. Ui giời ơi, Facebook cũ lái chứ nhiều người xem Facebook biết chẳng ai xem hết luôn. Hello. Chào Lê Thị Phương nha, chào Hiền, chào Tinh Tinh, chào Hoài Thường nha. Đấy. Đó. Hello. Lâu ngay rồi. Đang 16 người là xem đấy. Em cũng nghe lợn đi bộ ăn hỏi ai đâu chứ. Chào Lan Nguyễn, chào Huyên Huyên, cảm ơn Huyên Huyên nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông ơi chậm nha, một chậm em kiểu tương tạc với. Ê kêu tôi sẽ của em một thế. Anh ơi, anh ơi, lên trên kia nó cho em về. Kìa nhé. Cảm ơn nhé. Còn bên đẹp cho con gái con đi đâu? Con gái đó. Làm gì để bố? Ừ, dạ, em cảm ơn anh lắm này. Hai vợ chồng. Dạ, cảm ơn anh nhiều anh lắm á. Anh Quân muốn thấy. Anh Quân đâu muốn thấy. Anh Quân á. Anh Quân về, về về nổi đấy. Con đang tịch tổ rồi chứ phải. Mày ai đó mà con đã ai có. Con đang tịch tổ rồi. Con đang tịch tổ rồi. Con đang tịch tổ rồi.